Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với câu chuyện ngày hôm nay của HCMC Fanzone. Chưa từng được gọi lên các đội tuyển trẻ Việt Nam, nên khi được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển quốc gia, Nguyễn Hữu Tuấn có cảm giác rất lạ. Thế nhưng, những ai đã theo dõi chặng đường sự nghiệp của trung vệ này thì đều đồng ý rằng Hữu Tuấn hoàn toàn xứng đáng trở thành một tuyển thủ bởi tài năng và sự cống hiến hết mình của anh. Có duyên với bóng đá thành phố mang tên Bác, Nguyễn Hữu Tuấn sinh ngày 6 tháng 5 năm 1992 tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Từ nhỏ, Tuấn đã đam mê bóng đá, nên khi có thông tin câu lạc bộ SHB Đà Nẵng có đợt tuyển quân, anh đã xin bố mẹ đi dự thi. Trên chiếc xe máy ca tàng, ông Nguyễn Phương chở con trai xuống thành phố ứng thi. Buồn thay, cậu bé không thuyết phục được các thầy và đã bị loại. Mặc dù bị loại nhưng Tuấn không muốn quay về, cha Tuấn đánh bạo xin với các thầy ở trung tâm cho con mình tập nhờ. Chẳng nỡ từ chối quyết tâm của cậu bé, các thầy đã bằng lòng để Tuấn được tập luyện cùng lứa U13 Đà Nẵng. Hữu Tuấn chia sẻ, khi được tập nhờ cùng các bạn lứa U13, anh luôn nỗ lực, cố gắng, thậm chí là cố gắng hơn 100% sức lực để không bị các bạn bỏ quá xa. Nhiều hôm, thầy cho nghỉ rồi anh vẫn ở lại tập cho tới muộn mới trở về. Và sự kiên trì của Hữu Tuấn đã được đền đáp. Một năm sau, khi đội U13 Đà Nẵng có đợt tuyển bổ sung, Hữu Tuấn đã trúng tuyển. Hữu Tuấn chia sẻ, tôi cũng chẳng tưởng tượng nổi nếu ngày ấy mình không kiên trì theo đuổi thì giờ này đang làm gì. Bố mẹ tôi chỉ làm nông nghiệp, mưu sinh rất vất vả nên luôn ủng hộ tôi tìm kiếm con đường khác để có thể mở mày mở mặt. Tôi biết nếu không có hậu phương vững chắc, mình rất khó có thể bước đi trên con đường hiện tại. Đến 19 tuổi, Hữu Tuấn được đưa lên đội 1 đã ở giải hạng nhì, giúp cho Đà Nẵng vô địch và giành vé lên hạng nhất. Thế nhưng anh lại bất ngờ bị đem cho Công an Nhân dân mượn để tiếp tục đá giải hạng nhì. Năm 2011, Đà Nẵng triệu hồi cầu thủ sinh năm 1992, nhưng không lâu sau anh lại bị đẩy tới Thành phố Hồ Chí Minh theo dạng cho mượn. Một lần nữa, anh chơi ở giải hạng nhì và tiếp tục giúp cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh lên chơi hạng nhất. Hành trình của cầu thủ Đà Thành chưa dừng lại khi anh trở về khoác áo đội bóng quê hương một năm, rồi lại tiếp tục tới Thành phố Hồ Chí Minh theo dạng cho mượn. Sau hai mùa, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh mua đứt Hữu Tuấn và anh ở lại đóng góp cho đội bóng chủ sân Thống Nhất từ đó cho tới nay. Kể cả thời điểm anh liên tục bị SHB Đà Nẵng đeo cho mượn, mỗi năm lại thay một câu lạc bộ, thay huấn luyện viên mới, cầu thủ gốc Đà Nẵng vẫn kiên trì với con đường mình đã chọn. Cũng có lúc cảm thấy rất chán nản, nhưng tôi vẫn phải bước tiếp bởi tôi hiểu chẳng thành công nào dễ dàng cả. Đường đi càng chông gai thì khi tới đích càng hạnh phúc. Tuấn cho biết cuộc đời mình như có duyên phận với bóng đá thành phố mang tên Bác. Trải qua 3 mùa giải lăn lộn ở dạng nhất, tháng 7 năm 2016, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vô địch và giành quyền lên chơi ở V-League 2017. Chấm dứt giấc mơ 8 năm chờ đợi của người Sài Gòn về việc có một đội bóng mang đúng cái hồn của xứ này trở lại giải đấu cao nhất Việt Nam. Đó là mùa giải mà Nguyễn Hữu Tuấn đã chơi hay nhất. Anh mang băng đội trưởng của đội bóng. Trung vệ có vẻ bạo trợn nhưng có lối chơi rất thông minh, mềm mại, luôn là người đóng vai trò trụ cột của câu lạc bộ. Thành phố Hồ Chí Minh lên chơi ở sân chơi V-League, một trang mới trong sự nghiệp mở ra và Hữu Tuấn nói rằng quyết định rời Đà Nẵng để tìm một con đường, tìm một lối đi đã đúng đắn. Ngày Thành phố Hồ Chí Minh lên hạng, nhiều người đã lo sợ dàn cầu thủ trụ cột sẽ tới đầu quân ở những đội bóng tiềm lực hơn. Tuy nhiên, như một sự tri ân và nhìn nhận đúng đắn những đóng góp, câu lạc bộ lúc đó đã giữ lại những trụ cột đưa đội lên hạng như Thủ Thành, Lương Văn Nhàn, tiền vệ Trần Thanh Bình, Nguyễn Minh Trung, Trần Hoàng Phương và chắc chắn không thể thiếu cái tên Nguyễn Hữu Tuấn. Hữu Tuấn không giấu được sự hạnh phúc khi nói về sự lựa chọn của mình. Có nhiều người hỏi tôi tại sao lại rời Đà Nẵng khi ở đây có mọi điều kiện để phát triển, trong khi tại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tôi chỉ là một cầu thủ cho mượn mà thôi. Dồn thời gian chơi bóng ở Thành phố Hồ Chí Minh, tôi thấy được tham vọng của đội bóng và đặc biệt tôi có cơ hội chơi tại V-League. Vậy tại sao lại phải quay về? Thật hạnh phúc, gần 6 năm qua tôi là một phần của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi coi đội bóng như ngôi nhà thứ hai của mình, nơi cho tôi mọi thứ. Lăn lộn ba đời huấn luyện viên ngoại bắt đầu từ ông Alan Fiat, sau đó đến Toshiya Miura và nay là Chung Ha-seong. Hữu Tuấn luôn là một cái tên không thể thiếu ở hàng thủ của đội bóng. Dù đã cặp trung vệ với bất cứ ai, Tuấn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Anh thi đấu lăn xả, quyết liệt và không ít lần đã phải đổ máu sau những pha va chạm. Mặc dù không mang băng đội trưởng nữa, nhưng Hữu Tuấn vẫn luôn được các thành viên trong đội xem như người đội trưởng ở hậu trường, người có tiếng nói vô cùng quan trọng. Bởi anh là người có thâm niên cao nhất đội với 6 năm cống hiến. Với 6 năm gắn bó và hơn thế nữa, chàng trai sinh ra bên bờ sông Hàn xứng đáng trở thành một biểu tượng mới của bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh. Xứng đáng vì sự cống hiến, xứng đáng vì chưa bao giờ anh quay lưng dù gặp bất kỳ trở ngại nào và khó khăn nào đi chăng nữa. Tân binh đặc biệt của đội tuyển Việt Nam. Tháng 8 năm 2019, huấn luyện viên Park Hang-seo đã triệu tập Hữu Tuấn lên đội tuyển quốc gia trong đợt tập trung cho lượt đấu tại vòng loại thứ hai World Cup 2022. Hữu Tuấn được huấn luyện viên Chung Ha-seong cùng các đồng đội thông báo tin vui này và chúc mừng ngay trên sân tập của Thành phố Hồ Chí Minh. Hữu Tuấn cho hay, có thể nói niềm vui được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi lên đội tuyển Việt Nam, cảm giác lúc đó y chang như lúc tôi cùng các đồng đội ở Thành phố Hồ Chí Minh giành quyền thăng hạng V-League. Tôi chỉ biết cảm ơn toàn đội đã giúp cho tôi có được vinh dự này. Kết thúc buổi tập,
Về phòng, tôi đã gọi điện báo cho vợ biết và cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đã nỗ lực. Thực ra khi biết tin lên tập trung đội tuyển Việt Nam, Hữu Tuấn khá bất ngờ bởi cách đây gần một năm, sau khi thường xuyên được đá chính tại Thành phố Hồ Chí Minh với 22 trận thi đấu, anh đã được huấn luyện viên Park Seo để ý, nhưng sau đó không có tên trong chiến dịch chuẩn bị cho AFF Cup 2018 hay Asia Cup 2019. Dù là tân binh của đội tuyển Việt Nam nhưng Hữu Tuấn lại có lợi thế là đã làm việc với khá nhiều huấn luyện viên ngoại. Hữu Tuấn cho biết chính việc từng được tập luyện với khá nhiều huấn luyện viên ngoại như Miura hay Alain Fiat đã giúp cho anh có những kinh nghiệm nhất định trước ngày lên hội quân dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Với những huấn luyện viên yêu thích sự an toàn thì trong những đợt tập trung ngắn hạn 7 đến 10 ngày thì đa phần đều là những lựa chọn những cầu thủ đã từng làm việc lên đội tuyển nhiều lần. Thời gian ngắn ngủi không cho phép các nhà cầm quân có sự thử nghiệm nhân tố mới. Đó là chưa kể với đội tuyển Việt Nam, mãi đến ngày 1 tháng 9 mới hội đủ quân số 27 cầu thủ thì đương nhiên giải pháp thử nghiệm tân binh là điều khó có thể xảy ra. Tuy nhiên huấn luyện viên Park Hang-seo hồi ấy vẫn quyết định triệu tập trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn, gương mặt có tương đối xa lạ với giới mộ điệu. Trong hệ thống chiến thuật của mình, ông Park rất thích sử dụng ba trung vệ chơi ra ngang. Nếu như trước đây khi Đình Trọng chưa dính chấn thương thì anh luôn chiếm được suất đá chính ở vị trí trung tâm hàng thủ và Quế Hoài, Duy Mạnh sẽ chơi hơi chếch về hai bên cánh. Khi Đình Trọng chấn thương, ông cần có phương án mới bên cạnh Ngọc Hải. Đây là vị trí khá đặc thù bởi trung vệ không chỉ theo kèm tốt, cản phá chính xác mà còn cần sự điềm tĩnh, đọc tình huống, bọc lót tốt. Sau bó đũa, chọn cột cờ, ông Park cùng các cộng sự đã cày nát các trận đấu sát sao với nhiều gương mặt ở hàng thủ đang chơi ở V-League, thậm chí là cả giải hạng nhất để từ đó tìm ra phương án tối ưu nơi tuyến dưới. Và sau rất nhiều sự tính toán, huấn luyện viên Park Seo đã tạo nên bất ngờ khi đưa Nguyễn Hữu Tuấn lên tuyển. Dù chưa từng ăn cơm tuyển ở bất cứ cấp độ nào, nhưng xuyên suốt thời gian dài, Hữu Tuấn đã cho thấy những thông số vượt trội của mình. Cụ thể, ở tỷ lệ tranh chấp thành công từ đầu mùa giải cho đến thời điểm đó, Hữu Tuấn có 15 lần, trong khi Quế Hoài sở hữu con số 12 và Bùi Tiến Dũng và Đỗ Duy Mạnh đều chỉ có 8 lần thành công. Đặc biệt, tỷ lệ không chế thành công của Hữu Tuấn tính trung bình trong một trận đấu ở mùa giải vừa qua đạt tới 56%, còn khả năng tắc bóng của anh cũng khá hiệu quả với 3 lần trên một trận. Hơn nữa, phong cách đá ít phạm lỗi của Hữu Tuấn đã lọt vào mắt xanh của giới chuyên môn khi vào thời điểm đó ở V-League 2019, anh mới nhận đúng một thẻ vàng dù phải chơi ở vị trí trung vệ, vốn luôn thường xuyên xảy ra nhiều va chạm. Nói thế để thấy, Hữu Tuấn khá phù hợp với tính toán của ông Park nơi hàng thủ, nên ông mới biến anh trở thành tân binh đặc biệt cho đợt tập trung vào cuối tháng 8 năm ngoái. Thực tế thì phong độ của Hữu Tuấn ở câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh không phải còn bàn cãi gì nữa, nhưng ở đội tuyển, đấy vẫn là một câu chuyện khác. Chẳng hạn như sự khác nhau về cách chơi, chiến thuật và cả sự ăn ý trong việc hợp đồng tác chiến. Xét về điều này, Hữu Tuấn không thể so bì với Duy Mạnh, Quý Hoài, Tiến Dũng hay Thành Trung khi những cầu thủ này đã chơi bên cạnh nhau cả một quãng đường rất dài kể từ ngày ông Park xuất hiện trong cabin của đội tuyển Việt Nam. Nhưng chắc chắn, huấn luyện viên Park Seo không gọi Hữu Tuấn lên ngồi để cho đủ mâm. Anh cũng có những cơ hội để được thể hiện. Hay nói cách khác, ông Park hướng đến một giải pháp, một sự thay thế mới nếu như hàng phòng ngự có những rủi ro và sai số. Vậy ông Park cần Hữu Tuấn và gọi anh. Đó chính là quyết định hoàn toàn chính xác. Trong số 27 cầu thủ từng được gọi, Nguyễn Hữu Tuấn là người duy nhất chưa một lần được gọi lên các đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia. Tuấn thừa nhận anh có một chút lo lắng trong sự hòa nhập với đồng đội dù không xa lạ gì nhau ở V-League. Lần đầu được gọi, cảm giác cứ số sang và một chút lo lắng trong người. So với những người đồng đội khác, tôi chưa có kinh nghiệm thi đấu quốc tế và cũng chẳng biết sẽ khởi đầu như thế nào dù nó chỉ là một buổi tập. Mặc dù chưa từng ăn cơm tuyển ở bất cứ cấp độ nào nhưng màn trình diện của Hữu Tuấn trong áo của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã chứng tỏ anh hoàn toàn xứng đáng góp mặt tại đội tuyển quốc gia. Điều ấn tượng nhất của Hữu Tuấn chính là phong cách chơi bóng rất mạnh mẽ nhưng cũng rất điềm tĩnh. Vấn đề còn lại của Hữu Tuấn chính là sự thích nghi về vị trí, chiến thuật cũng như hợp đồng tác chiến với các đồng đội. Thực tế, dưới sa bàn của huấn luyện viên Trung Hae Sung, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu chơi với sơ đồ 4-4-2, trong khi đó huấn luyện viên Park Hang-seo lại sử dụng sơ đồ 3-5-2 hoặc 3-4-3 với một trung vệ có thói quen chơi ra ngang để có thể thay đổi tư duy thực sự không hề đơn giản. Ngay cả với những trung vệ hiện tại của ông Park cũng đã từng mắc những lỗi sơ đẳng khi áp dụng sơ đồ chiến thuật lạ lẫm. Chỉ đến khi chơi bóng bên cạnh nhau, họ mới tốt dần lên. Hữu Tuấn chia sẻ, rõ ràng có sự khác nhau về cách chơi, chiến thuật ở câu lạc bộ và đội tuyển. Có thời điểm ở câu lạc bộ, chúng tôi chơi với ba trung vệ, nhưng nó không phải là cách chơi chủ đạo. Dẫu vậy, nó giúp tôi hiểu đôi chút về cách chơi để cố gắng thích nghi khi lên đội tuyển. Một khía cạnh khác, người ta mặc định Hữu Tuấn lên đội tuyển để chơi vị trí trung vệ mà không biết rằng cầu thủ này còn có thể đảm nhiệm vị trí hậu vệ trái. Mùa giải 2017, khi câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh giành quyền lên chơi ở Sacha V-League, Tuấn đã không thể cạnh tranh với hai đàn anh Đình Luật và Phước Vĩnh. Huấn luyện viên Fiat thời điểm đó đã đưa cậu trò của mình ra chơi hậu vệ trái và anh đã chơi cực hay. Rõ ràng đây sẽ là một sự gợi ý đối với huấn luyện viên Park Hang-seo trong bối cảnh thời điểm đó là Đoàn Văn Hậu hay Trọng Hoàng bị chấn thương hoặc có thể trong tương lai bộ đôi này gặp vấn đề về sức khỏe. Huấn luyện viên Trương Hà Sung của Thành phố Hồ Chí Minh từng nhận xét về Hữu Tuấn: cậu ấy rất tài năng, giỏi phán đoán, đọc tình huống tốt nên dù không tập trung vào những pha cản phá, va chạm quyết liệt nhưng tỷ lệ tranh chấp thành công là rất cao.
Vừa hay, cách chơi như vậy rất hợp với triết lý của thầy Park. Đáng tiếc, thời điểm cầu thủ sinh năm 1992 lên tuyển cũng là lúc mà Quế Âu Hải, Duy Mạnh hay Bùi Tiến Dũng nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của huấn luyện viên Park Hang-seo, nên anh vẫn chưa có cơ hội ra sân để thể hiện. Nhưng Tuấn lại không vì thế mà nản lòng. Tôi có ý thức và ý thức được mình đang đứng ở đầu. Ở Thành phố Hồ Chí Minh có thể tư chiến tốt, nhưng khi lên tuyển là câu chuyện khác, bởi phong cách huấn luyện của thầy Park khác với thầy Trung, sơ đồ chiến thuật cũng khác nhau, nên gần như tôi phải làm lại từ đầu. Tôi tin những nỗ lực của mình đến lúc nào đó sẽ được thầy Park ghi nhận. Và phát biểu vừa rồi cũng đã khép lại câu chuyện ngày hôm nay chúng tôi nói về Nguyễn Hữu Tuấn, một vị thủ lĩnh ở hàng phòng ngự của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, một biểu tượng mới của câu lạc bộ này và cũng sẽ là một cánh chim lạ, một phương án rất tuyệt vời cho tương lai ở hàng thủ của đội tuyển Việt Nam. Một cầu thủ có đầy đủ thần thái bạo trợn nhưng có lối chơi cực kỳ đầu óc và thông minh. Hy vọng rằng Hữu Tuấn sẽ có một cơ hội nào đó có thể ra mắt đội tuyển quốc gia ở trên sân trong một trận đấu cực kỳ gay go và quyết liệt. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nhớ subscribe kênh YouTube HCMC Fan Zone. Đừng quên bấm chuông để nhận được nhiều câu chuyện và nhiều video clip thú vị về câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.